Mến chào anh em đã quay lại kênh cá bảy màu của mình nha. Hôm nay em sẽ cho cá ăn hạt tơ mơ nha anh em ơi. Thì đây là cử chiều nha, cử xế chiều nha anh em. Đó. À, cho ăn cử nhẹ một xíu thôi, chiếu là cho cá con thôi. Cái bầy gồng xanh này đẹp quá anh em ơi, hàng tuyển giống ha. Quay đu quay lưng trên thân có một lớp platinum rất là đã luôn anh em ơi. Hàng tuyển giống cho anh em đó nha. Đây là cá trống nha anh em. Thì bên em mà chạy là chiên full gold và dumbo cho anh em. Đây là full gold cá tơ nè. Size này khoảng tầm 10 ngày tuổi hơn nha. Đó, sau này khoảng tầm nửa tháng 20 ngày tuổi nữa anh em. Đó. Hồn đây là hồn Dumbo này ha. Dumbo thì nuôi nền đen hoặc nền xanh, còn Gon á là nuôi nền vàng nha anh em. Đó. Nhìn đây, đây là Dumbo nha anh em. Cái sau này khoảng tầm 2 tháng hơn nữa anh em ơi, anh em thấy cá chưa nè. Đó. Cái nền xanh thì cái màu nó hơi bị nhạt con cá ha, còn mà để vào nền đen một cái là màu đẹp lắm luôn anh em ơi. Cái hồ này là Dumbo mái luôn nha anh em. Hồ thì thấy phân cặn hơi nhiều ha anh em, nhưng mà không sao cả nha anh em, cá nó đã quen rồi nha. Thì rảnh rảnh mình có thời gian mình rút phân ha. Đây là go luôn rồi anh em ơi. Anh em thấy không, đen phơm lên bự bự ha anh em. Sai cá khoảng tầm một tháng tuổi đổ lại nha anh em, không có già đâu anh em. Có một con mái, hai con mái bày khác bắt ra full tay chân ha. Cái hồ này cá con luôn rồi anh em ơi. Qua bên đây có còn được cái hồ nữa, ít cá trống rồi nha. Cá trống gen gon gen anh em, cái hàng này cho anh em làm giống đó nha. Rồi lên trên đây, lên đây có Dumbo rồi nha anh em. Đây là hồ cá trống này ha. Thì có trống lên tay bơ, có trống chưa lên ha, thì em tách lộn xộn nha anh em. Ở đây cá mái này ha, đa phần là Dumbo em tách trống mái riêng ha, tranh thủ nha anh em. Còn đây là coi Dumbo sọt cho anh em, Dumbo sọt sai cá 2 tháng cho nó mà nhỏ xíu thôi anh em. Cái hồ này mới vừa bắt đèn lên hơi nhát một xíu ha, nó chạy loạn xạ hết trơn kìa, núp góc hết trơn anh em ơi. Ở đây là cái hồ cá giống của mình nha anh em, thấy không? Khi nào em thấy con cá mà nó mang bầu bự em sẽ vớt ra riêng cho đẻ nha anh em. Thì mấy con cá trống trong đây tay bơi bị gắt hết trơn rồi nha, mấy con này thì nó cắn nhau anh em. Đây là hồ cá con nè anh em, thấy không? Đó, cá con nhỏ xíu anh em, mình cho ăn ạt hay cho mau lớn nha anh em. Cái hồ nó nhiều lắm luôn. Rồi Dumbo rồi nha, Dumbo size 2 tháng rồi nha anh em. Cái này em form khoảng tầm 10 ngày nữa thôi là cái tay bên nó dài, nó lên dãy đẹp, giống đẹp luôn anh em ơi. Khoảng tầm cái hàng là 10 ngày nữa là xuất bán là cực kỳ đẹp và chất lượng luôn nha. Đây là hồ cá mái này nha anh em. Đây là cá con nha. Cá con của Dumbo rồi nha anh em. Size này khoảng tầm một tháng rưỡi nha anh em. Hồ này còn bán hết rồi, còn có mấy con à. Này cá con đó nè. Hiện tại là anh em thấy cái trại mình cá con khá nhiều cho anh em. Cá sai khoảng tầm 1 tháng tuổi á, là Dumbo nè, rất là nhiều luôn. Khoảng tầm 2 tháng thôi là bên mình là dòng Dumbo này lắm nhiều luôn anh em. Nè, Dumbo là sai khoảng tầm 1 tháng rưỡi nữa anh em thấy không? Đang lên tay bơi, đang lên dãy nha anh em. Mới vừa tách riêng ra thôi. Anh em thấy cá không? Còn tơ ha. Có một số con thì khác bầy nó lên nhanh sớm luôn anh em. Đó, cái hồ này ha anh em thấy không? Nuôi cái hồ mà ít cá mà cái hồ rộng thì cá mau lớn lắm luôn anh em. Nhưng cái hồ này thấy mau lớn luôn này ha, khoảng tầm tháng hơn mà bự cực kỳ luôn. Còn mấy cái hồ kính bên đây thì chưa thả cá anh em, hiện tại là hồ nhiều quá trời mà dơ hơi dơ ha. Nó có nuôi một ít con thôi, chưa thả cá nha. Thì đây có em còn làm vài cặp Bluegrass Gibbon Quincy anh em. Đây là cá trống Bluegrass ha. Con mái nó trốn túp bên trong rồi anh em thấy không? Mái phin dày luôn nha, trốn túp bên trong rồi. Gồng đỏ rồi Abegon Situ rồi ha anh em. Ở này nuôi chơi thêm thôi anh em ơi. Sẵn rồi quay cho anh em xem ha, cho hạt tơ mi. Thì một ngày bên chạy em cho cá ăn á, là tới 4 cử đó nha anh em. Một ngày cho ăn 4 cử. Đây là gồng đỏ hàng phơm đẹp lắm luôn nha anh em. Đây là gồng đỏ hàng BDS Thác Môn nha anh em. Hồ này có em còn 3 cặp cuối nè, anh em có bắt không? 3 cặp như clip 200k thì anh em đừng có chơi cái hồ này á. Thì chụp màn hình lại rồi gửi qua Zalo cho em ha, để hai anh em. Đó. Thì bên chạy em thì ngày cho ăn 4 cử ha, là sáng nè, và trưa, và xế chiều, và một cử chiều, là 4 cử ha anh em. Đó. Và cho ăn ăn nhẹ, ăn ít thôi nha anh em, không cho ăn cá ăn nhiều nha. Đây Dumbo nè, mấy con này bị gắt tay bơi rồi, thì em sẽ để làm giống cho anh em. Đa phần nó cắn nhau anh em, không mà lúc nhỏ bị bệnh á, nó cắn nhau, gắt tay bơi trơn ha, thì không có bán được. Đó, nên phải để làm giống luôn. Nhưng mà không ảnh hưởng gì hết nha anh em. Nó gắt tay bơi là do nó cắn nhau thôi, đâu liên quan gì đâu. Nè hồ cá giống luôn nè. Đây là cái hồ mà cá mái mẹ của những bầy con 1 tháng tuổi, 1 tháng tuổi nha anh em. Đây là cá mái mẹ nè. Đó anh em thấy không?
thì còn có bốn con cái giống mà nó sai này hết đẻ anh em để nuôi chơi luôn. Đây là hồ cái giống đang để lại làm giống luôn nha, rất là nhiều luôn nè. Đó, sai này khoảng tầm gần 2 tháng nha anh em, còn mấy con trống chưa tách kịp nữa nè, nó lên màu cho anh em thấy không, cực kỳ đẹp và chất lượng luôn anh em. Đây là các con nè, khoảng tầm 3-4 ngày tuổi thôi nha anh em. À, anh em thấy không, một hồ được khoảng tầm 50 con. Đây là cá mái nha. Đó, mái không à, mái rất là nhiều luôn. Thì em tách chống mái riêng vậy đó cho nó giữ được bộ gen chất lượng ha, khi nào mình cần đẻ mình ghép vô nha anh em, cho cá phát triển và tốt nhất luôn nha. À, đây là Dumbo nha anh em nè. Đó, anh em thấy không, có một số con anh em thấy không, tay bơi rất là dài luôn. Đó là cái bài trước nha, rồi em để một số các con tơ vô, tại vì cái hồ bự quá và có ít cá quá à, cho nên em để thêm nhiều cá vô nha anh em, rất là đẹp luôn. Trên đây là sai này chuẩn bị tách trống mái được rồi nè, trống nó hiện lên cho anh em thấy không, tay bơi xanh đen ha, và trên thân cái lớp platinum nha anh em, nó hiện lên ở trên cái này, tách trống mái được rồi, hôm nào rảnh tách đây, cái này nó trốn vô góc hết trơn rồi. Rồi đây là Dumbo luôn. À, hồi nãy giờ quay cho anh em xem thấy là Dumbo là cá con khoảng tầm tháng tuổi là rất là nhiều luôn anh em ha, khoảng mấy ngàn con anh em, rất là nhiều luôn nha. Đó, cái hồ cá con luôn nè. Cá con thì anh em cứ cho ăn ạt tôm với chùm chỉ kèm thêm cám giúp lên màu thôi anh em, cực kỳ dễ nuôi ha. Gòn nè, con này tách chống máy được rồi nè, cái hồ này khoảng tầm size gần 2 tháng nha anh em, size 2 tháng luôn á. À, bên đây là Dumbo luôn nha, bên chạy em thì Dumbo rất là nhiều. Bên đây là gòn nha anh em, hàng gòn đang để làm giống nha, mấy cặp ở chốn hết trơn anh em ha, gòn làm giống ha, để đây mấy cặp nuôi chơi à. Còn đây là Dumbo luôn nè. À, đây là gồng xanh, mái gồng xanh nha anh em, gồng xanh thấy đẹp luôn, không có để hồ kính phơm nha, để với cái khay nuôi vô mau lớn đó. Đây là gồng đỏ nè anh em, gồng đỏ hàng tia rất là đẹp luôn ha, hàng này bán em có 50 ngàn một cặp à, 10 cặp là 300 nha, 10 cặp là 300 hàng gồng đỏ. Thì bộ này bộ gồng nuôi tia nuôi đẹp lắm luôn mà sai còn tơ nha, nên là có chơi thì hú em nha, để cho anh em coi con giống của mình nó đang đẻ nè anh em, cái bầu cũng khá là bự rồi ha. Đó, anh em thấy không, cái bầu đẻ được có chừng 50 con rồi nha anh em. Đó, full tay bơi ha, đang mới vừa tách ra thôi, để tầm ngày mai là đẻ luôn á. Nè, gồng xanh nè, thì còn gồng xanh thì hiện tại thì em còn mấy chục cặp rồi nha, tranh thủ đặt hàng cho anh em, rất là đẹp luôn, nhìn cái màu là ghiền liền luôn anh em ơi, quá là đã luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ đi dài dài đằng sau quay cá cho anh em xem ha. Nè, Dumbo Big E hàng tiễn giống nữa anh em. Thấy anh em thấy không? Cái tai này còn nhỏ nha anh em, còn dài nữa nha, tại vì sai cá khoảng tầm 3 tháng thôi, chưa được 3 tháng đâu nè, rất là tơ luôn. Thì cái hàng này là sẽ tiễn giá sẽ cao hơn nha anh em. Đó, thì giờ này có bắt cái hàng này không thì hú em nha. Đó anh em thấy không? Cực kỳ tiễn một chất lượng, cá còn tơ zin luôn. Cho anh em về làm giống nha anh em, cực kỳ chất lượng cho anh chị em đó, Dumbo đó. Rồi đây là cái hồ cá thủy sinh nè anh em. À, có bao nhiêu con cá nuôi nó để dục đại vô cái hồ này ha, rất là đã luôn nè anh em thấy không, đó, có đỏ có vàng có đen có rồi ha, đó, trồng mấy cây đồ lấy cái lô nuôi cá rất là đã luôn anh em. Rồi dài dài cho anh em xem cá nha, cho anh em xem cá con nữa nha, này gồng đỏ nè anh em, gồng đỏ không mới đẻ rồi nuôi chơi luôn, mấy con Selvigado còn có một cặp à. À, cá con nha, mình xịt xịt là bắt đầu là nó bu nó ăn anh em, cái con hạt nó nhỏ xíu mà nha anh em thấy không rõ đâu, mà mình xịt nó bù nó ăn nè. Cá Dumbo nè anh em, cái size này là tách chống mái rồi nha, khi mà con trống mình biết chống mái thì mình tách chống ra riêng nha anh em, tách chống một mái ra riêng nha. Rồi dài dài qua đây cho anh em xem ha, thì bên đây thì sẽ cá là cá bầy cái rất là nhiều nha, hàng tiễn giống đó mà anh em ơi. Rồi đây là cái bầy bà lưu tật văn, lưu tật văn anh em thấy màu đen lùi rồi nha, nhưng mà tại vì cái nền nó bị giả chứ cái đầu màu xanh nha anh em, tại vì nó lên màu cam nó không lên cái màu thôi, nhưng mà rất là đẹp luôn. Còn đây là full gold hàng gen nè, hàng gen mà full ốc sành luôn anh em, cái hàng mà là full dãy ha, tay bơi là có con full luôn anh em, full tay bơi luôn ha. Đó, cái hàng này bán cực kỳ rẻ luôn, vậy bữa em lên clip báo ha. Đó, rất là đẹp luôn anh em, vậy bữa em lên clip em báo cho anh em chơi, để anh em bán này, cái hàng này bán cho anh em chơi để xin, nhưng mà cá thì chất lượng và đẹp. À, đây thì có mấy con mồ ly rồi anh em ơi, Molly nuôi thêm chơi ha. Còn đây là cái hồ em mới vừa đẩy lên anh em, mới vừa lựa ra trơn ha. Đây là full gold giúp bông, full dãy, chớm tay bơi anh em, chớm tay bơi nhẹ nha, khoảng tầm 50%, 60% luôn anh em, có con gần full luôn ha. Đó, hàng này giá để cực kỳ mềm luôn,
cho anh em về làm giống luôn nha. Em chưa lên clip kịp để ngày mai em cảnh em lên ha. Đây là Dumbo nè, mấy con này bị gách tê bơ ở trơn luôn rồi, tại vì nó cắn nhau anh em, nó cắn nhau ha. Thì mấy con này không đạt, em thấy là không đạt cho nên em không có bán, em để lại nuôi luôn và làm giống luôn nha. Nó chỉ bị gách tê bơ và gách đuôi là do nó cắn nhau thôi anh em, hay là lúc nhỏ nó bị nấm bệnh thôi chứ không có liên quan gì đến bộ gen hết nha. Còn đây là mà nuôi thật nhăn luôn nè, mấy cái hồ cái giống gồng đỏ nha anh em, đó, rất là dễ nuôi luôn nè. Dumbo Big Ear hàng tiễn giống bên em nè anh em, thấy không? Đó, cá dãy sáng màu sắc rất là đẹp và chất lượng luôn, mà giá thì cực kỳ mềm luôn. Những con mà full dãy Palatium mà tai bơi dài đâu ha anh em thì giá sẽ cao một xíu nha, tại vì hàng đẹp và chất lượng mà. Đây là hàng giống luôn nè, quay hôm nay quay mấy hồ có giống cho anh em xem khá là nhiều nha, lâu lâu mới quay, không dài không có quay. Dumbo Big Ear dãy sáng, hồ này còn có hai con cá mái à, hồ này luôn đó anh em thấy cá chưa nè, nhìn ghiền cho anh em, tay bơi dài thước tha luôn ha. Đa phần mấy con này bị gắt tay bơi anh em, gồng đỏ nha, full gold anh em, full gold nè, hàng của nó xanh nè. Size này khoảng tầm 10 ngày nữa là bán được rồi, sức cho anh em được ha, tiễn không anh em ơi. Rồi cái hồ gom bên đây, cái hồ gom bên đây em mới vô cho ra cái hồ bự ha, để cho cá nó quen ha. Đó, hàng này là hàng tê bơi bớm full nốt xanh, tê bơi lông e có luôn nha anh em, thì giá là 120.000 một cặp đó, ba cặp là 330, mà quay đại anh em xem thôi, chưa lên clip kỹ ha. Hàng con nào con nấy cũng chất lượng hết trơn ha, nhưng mà hôm nay quay thì trời đang chuyển mưa anh em, tới hù ha, trời chuyển mưa tới hù, quay không có màu cho nhìn, quay mờ quá. Đây mấy hồ quả giống em tách riêng rồi nha anh em, cá đang đẻ rồi nha. Đó, anh em thấy không? Rồi qua bên đây Dumbo Big Ear luôn nè anh em, đó rất là nhiều ha, hồ này đa phần cá trống nhiều, mái nhà tách riêng hết mấy con này, này cá con này sai khoảng tầm 10 ngày tuổi nè, nó đang bày bày luôn. Sivigado anh em, trống có mà mái hết trơn mái à. Rồi qua mấy cái hồ bên đây hay cá con không nè, hồ này bị để làm giống đó nè, nó đang để làm giống rồi luôn, cá con khoảng tầm tháng tuổi ha, cái này khoảng tầm nửa tháng đó, này quá trời cá luôn anh em ơi. Thì nói chung là clip em dây sơ sơ anh em xem thôi, anh em nào có cần đặt cá thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại và Zalo, em để góc phải màn hình đó nha anh em, cứ nhắn tin qua Zalo giúp em nha. Rồi chào tạm biệt anh chị em nha.